Vâng, xin chào các bác nhé. Em tiếp tục lên cho các bác một cặp loa Buxell. Vâng, đây thì cặp này có mã là F100 các bác nhé, SCF100. Công suất của loa là 60, trở kháng là 6 ohm. Đấy, cầu loa thì nó là cầu bắp chuối các bác nhé, cầu bắp chuối này. Bác nào có cái đầu bắp chuối mình có thể cắm trực tiếp vào đây được, hoặc là mình có thể là xoáy, sau đó mình kẹp dây được nhé. Thế này thì nó có hai cái cách cắm. Bình thường em hay quay cho các bác cái dây bắp chuối thì có thể cắm trực tiếp vào đây, hoặc mình có thể dùng cái dây mình xoéo vào. Con này bình thường giá của nó thì hiện tại nhà em đang bán là 2,7 triệu các bác nhá. Giá bình thường thì nhà em đang bán hiện tại là 2,7 triệu. Tuy nhiên thì con này nó hơi bị một xíu đây. Đấy. Đấy, cả phía sau ở đây. Đấy, thì về các bác xử lý qua một tí cho đẹp nhá. Đấy, thì con này để các bác giá 2,4 triệu. Đấy. 2,4 triệu. Dòng này thì ba tép của nó lên bình thường các bác nhá. Ba tép lên bình thường thì bác làm một chốt thì để em tép bàn giao. Đấy, tép bàn giao đảm bảo cho các bác là ba tép từ trước lên ok. Sau đó bên em mới đóng hàng gửi hàng đi nhá, chứ không phải cứ thế này gửi đi đâu. Loa về có ê căng đầy đủ cho các bác. Đấy, chưa căng. Đấy, loa là có ê căng đầy đủ nhá, chân căng này. Đấy. Chân mạ kim loại. Rất đẹp luôn. Về kích thước của bát loa nhá. Nếu mà bát đo theo tiêu chuẩn của hãng ở đây thì nó rơi khoảng là 15.5 này. Đấy, còn nếu mà đo theo cái viền gân của nó nhá. Viền gân thì nó sẽ rơi khoảng là 13. Đấy. Em sẽ đo làm hai kiểu cho các bác luôn. Chiều cao của loa là 33 nhá. Chiều rộng của nó là 18 này. Chiều sâu của nó là 24, tính ở căng nó rơi khoảng là 25 các bác nhá. Đây là về kích thước. Đó, về kích thước thì mời các bác có thể nhìn qua một chút lại. Công suất là 60, trở kháng 6 ohm các bác nhá. Bác nào chốt thì để em test bàn giao cho bác nhá. Đấy, đảm bảo cho bác là bác test lên ok bình thường. Đây, đó, góc cạnh nhá. Dạ vâng, thì mọi thông tin đặt hàng alo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0797 891 682. Hay là có thể qua trực tiếp cửa hàng qua số 57A đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Nhà em gần bến xe Mỹ Đình, bác nào qua trực tiếp thì có thể search cái địa chỉ là bến xe Mỹ Đình. Đấy, hoặc là search cái địa chỉ là cái điện máy xanh nhá. Đấy, thì là nhà em gần hai cái địa điểm này. Vâng, xin chào các bác nhé.